Do số công nhân nhập viện quá đông nên bệnh nhân phải nằm ra ngoài hành lang. Tính đến sáng nay, có tổng cộng 180 người nhập viện. Đến chiều nay, gần một nửa đã được ra viện. Số công nhân còn lại phải điều trị là khoảng 70 người, trong đó có một số ca nguy kịch bị co giật chân tay, nôn mửa và tiêu chảy cấp. Đáng lưu ý, có một số phụ nữ mang thai đã được chuyển lên tuyến trên điều trị. Chúng tôi thường nghĩ nhiều là về triệu chứng của thực phẩm, bởi vì chúng tôi ít gặp các triệu chứng khác mà có những biểu hiện về tiêu hóa như thế này. Trước đó, từ sáng ngày 10 tháng 7, đã có hàng loạt công nhân của công ty May Format phải cấp cứu. Sau khi có các biểu hiện ngộ độc thực phẩm là đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tổng số công nhân phải cấp cứu đã lên tới 92 người. Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 9 tháng 7, khoảng 1.000 công nhân đã ăn trưa tại công ty Format với khẩu phần gồm có cơm, canh ngao nấu rau mùng tơi, giò lụa, giá xào. Ngay buổi chiều cùng ngày, một số công nhân đã có các biểu hiện đau bụng, đi ngoài, nôn mửa. Sang đến sáng ngày 10 tháng 7, đã có thêm nhiều công nhân khác ngất xỉu ngay tại xưởng. Cái công ty Format này thì chúng tôi đã hàng năm chúng tôi vẫn có lịch trình kiểm tra. Cái việc mà công về công ty này thì cũng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Thì trong quá trình làm thì không phải các cơ quan nhà nước chúng ta hàng ngày kiểm tra được, mà chỉ định kỳ chúng ta kiểm tra thôi. Nên cái việc là ý thức của các bếp ăn là quan của người chủ và cũng là công nhân đấy là quan trọng nhất. Tuy nhiên, theo người nhà các bệnh nhân thì đây không đơn thuần là vụ ngộ độc thực phẩm, vì trên thực tế, một số lượng lớn công nhân dù không ăn cơm của công ty nhưng khi vào xưởng may thì lại ngất xỉu hàng loạt, và dù công ty đã ngừng phục vụ ăn uống nhưng công nhân ngất xỉu vẫn không ngừng gia tăng. Không biết là mình bị làm sao, tại vì là mình ăn uống gì ở nhà hay là tại cửa công ty. Tại vì sáng sớm đến thì mới bị. Tại vì có người ấy thì là bị từ đêm, đau bụng từ đêm đi ngoài là không đi làm. Còn người nào đến đấy thì có người đến lại bị nói lặng là bị ngất. Không ăn không uống gì của công ty, ngày hôm qua được nghỉ rồi. Sáng nay một số công nhân vào giám đốc coi như là bảo đi vào làm thì vào đến phòng thì một số các cháu đi vào làm là các cháu lại ngất, lại đưa tiếp vào đây. Thì tôi hỏi rằng thực phẩm ở đâu ra, sáng các cháu vừa mới bắt đầu bước chân vào phòng làm gì có gì ăn mà bảo là ngộ độc thực phẩm. Nếu mà thực phẩm thì trong một ngày hôm trưa hôm trước ăn rồi thì tối hôm ấy phải bị, chứ không bao giờ đến tận 2 ngày hôm sau mới bị nữa. Mà những công nhân đến để ngồi bên ngoài chưa làm thì các bảo vệ và những người có chức quyền đấy bảo các cháu bắt các cháu phải vào làm. Vào làm thì các cháu lại vào đến xưởng thì bị ngất, rồi đi ra đến đây đưa như là gà bị chết toi, người thì nhũn là mềm như dưa. Đại diện công ty Format đã từ chối trả lời báo chí và gia đình các công nhân. Hiện tại, ngành y tế Hưng Yên đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm và gửi một số mẫu bệnh phẩm lên Bệnh viện nhiệt đới Trung ương để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.